Ngài là vua đấng cứu cho con, với Chúa con có mọi điều. Đời sống. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái giờ ngợi khen thờ phượng Chúa. Trước khi chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, xin phép đọc lời của Chúa trong Thi Thiên. Thi Thiên 105 câu số 1 đến câu số 4. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng cái nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc, hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dành ít phút trong việc ngợi khen thờ phượng Chúa. Muôn dân mau vỗ tay ngợi khen Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Dạ, thì giờ này trước khi lắng nghe lời của Chúa một lần nữa, xin trân trọng một sự lúc sâu để dừng lại cầu nguyện. Và xin mời một sư Thảo luôn ạ. We ask Pastor Russo to pray and share the word. Hallelujah. Hallelujah. Father, again, we just continue to enjoy your grace upon our life. Thầy cha, một lần nữa chúng tôi, chúng con đều vui hưởng ân điển của Ngài ban cho mỗi cuộc đời chúng con. Father, let us never take for granted your heart toward us. Và chúng con không bao giờ xem thường về tấm lòng của Ngài đối đãi với chúng con. And let us honor you as Chúng you ought to be honored. Con luôn tôn cao Ngài như Ngài xứng đáng được tôn cao như vậy. And so this morning again we pray, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Chúng con buổi sáng hôm nay chúng con nói rằng lạy cha của chúng con ở thiên đàng, nguyện danh cha được tôn thánh. And we continue to surrender our lives into your hands. Và chúng con tiếp tục đầu phục dâng đời sống mỗi cuộc đời chúng con vào trong tay Ngài. As we trust you with everything in these days, in Jesus' name, Amen. Chúng con tin cậy Ngài trong tất cả mọi điều, mọi sự khi đang sống những ngày này trên đất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Well, here we are again. Praise the Lord. Đây, tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây. Cảm ơn Chúa. So, yesterday afternoon, I arrived back in my city in New Zealand. Chiều hôm qua tôi mới trở về thành phố của tôi, New Zealand. Had a wonderful time of ministry in Burundi and in Uganda in Africa. Tôi có một thời gian hầu việc Chúa rất phước hạnh ở tại Burundi, Phi Châu. Hallelujah. And the thrill for me is that we go into these places and we are meeting wonderful men and women of God. Điều rất là cảm động cho tôi là đang khi tôi đến những khu vực này, tôi gặp được những người nam, người nữ rất tuyệt vời, những người tôi tớ của Chúa. These are tribal people, again, just as we are ministering in the Vietnamese people. Họ, các anh chị em đó cũng là các bộ tộc khác nhau, giống như chúng ta cùng hầu việc Chúa ở giữa người ở Việt Nam vậy. But they are beautifully born again by the Spirit of God. Hallelujah. Nhưng mà họ đều được sanh lại một cách rất là kỳ diệu bởi Đức Chúa Trời. And it is just a wonderful distinction that we need to be able to recognize between religious people and born again disciples of Jesus. Và chúng ta có thể nhận ra rất rõ đâu là những con người mang tính tôn giáo và đâu là những môn đệ đã được tái sanh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen không ạ? And this difference is very clear in the conversations that we can have with one another. Và cái sự khác biệt này rất rõ ở trong những sự nói chuyện, trò chuyện với nhau giữa các anh chị em. The religious people are thinking with their minds and trying to find ways to live in this world. Những người thuộc về tôn giáo, mang tính tôn giáo thì họ nói ra từ cái tâm trí của họ và cố gắng làm sao để mà sống cho phù hợp trong cái thế giới này. But the born again people are living out of their heart and out of their spirit. Nhưng mà những người được tái sanh thì họ sống bởi tâm linh của họ được đổi mới bởi từ trong tấm lòng của họ.
And while we understand we still live in this world and we still need some elements of this world to live day by day, chúng ta nhận biết rằng đang khi mình còn ở trên trần gian này thì chúng ta cũng vẫn còn cần một vài những cái yếu tố của trần gian này để sống mỗi ngày. And we trust God for these things. Và chúng ta tin cậy Chúa Ngài chu cấp mọi điều này. But the disciples' heart is not in this world. Nhưng mà tấm lòng của những người môn đệ thì không nằm ở nơi trần gian này. Their heart is in heaven. Hallelujah. Tấm lòng của họ ở thiên đàng rồi. And their desire is for the return of the Lord to complete this age. Ở sự vui mừng vì sự trở lại của Chúa chúng ta xảy ra ở trong đời này. And I think this is the thrill, and you will understand this fully when we're ministering to born again Spirit-filled people. Và đây là sự vui mừng, phước hạnh mà chính các anh chị em cũng kinh nghiệm khi chúng ta chia sẻ lời Chúa đối với những cơ đốc nhân đã được tái sanh. We are speaking spirit to spirit. Chúng ta từ tâm linh chúng ta, từ trong Thánh Linh chia sẻ với tâm linh của anh chị em ở trong Thánh Linh. And it doesn't matter whether these people are educated or uneducated. Nên cho dù những anh chị em đó có học vấn hay là không, Whether they are rich or poor. Cho dù họ giàu có hay nghèo khổ. Whether they live in a city or in a remote village. Cho dù họ đang sống trong thành phố hay trong những làng quê hẻo lánh. The revelation of God is exactly the same. Hallelujah. Thì cái mối tương giao ở trong Chúa nó giống y như vậy ở khắp mọi nơi. And so it is a great thrill that we can all communicate together and be a part of what God is doing in the whole world. Nên đây là một sự thích thú, phấn khởi lớn lao khi chúng ta có thể chia sẻ với nhau những gì Đức Chúa Trời đang hành động khắp mọi phần khác nhau ở trên thế giới. We had students from the Congo, the DRC, Congo area, which again is a very troubled area of the world. Chúng tôi có những học viên đến từ nước Congo, là một cái đất nước mà rất nhiều tai họa, rất nhiều nan đề. But again, just beautiful people, young men and young women, just serving God with all their heart. Mà một lần nữa chúng tôi gặp gỡ các bạn trẻ, người nam, người nữ, rất tuyệt vời, hết cả tấm lòng hầu việc Chúa trong Thánh Linh. Completely undisturbed by the world because they know that God is with them. Hallelujah. Và họ hiểu lời Chúa, hiểu tình trạng trong thế giới này vì họ biết rằng Chúa đang ở cùng họ. Amen. Amen. And so again, let us be encouraged that God is working all over the world into the hearts of people who desire to be with him. Nên chúng ta hãy được khích lệ nhận biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc khắp mọi nơi trên thế giới để Ngài làm cho mỗi tấm lòng chúng ta đều biết rằng Chúa đang ở cùng với chúng ta. Amen. Praise the Lord. So it was a wonderful trip, and I trust that you have had a good month also. I know you will have, because we're all serving the same God. Yeah. Tôi đã trải qua một tháng rất là tốt đẹp. Tôi biết là anh chị em cũng có một những tháng tốt đẹp vì tất cả chúng ta đều ở trong Ngài. I was just telling the staff here at my office, it's quite funny. My life is quite strange, really. Và tôi mới vừa chia sẻ với các nhân sự, nhân viên của tôi ở đây rằng cuộc đời của tôi cũng khá kỳ lạ. One day I'm in Burundi in Africa. Một ngày thì ở Burundi, Phi Châu. So I have 10 days there. Rồi khi trở về đây,
And then I'm into Uganda. I have 10 days there. Rồi có 10 ngày ở nhà rồi đi tới Uganda có 10 ngày ở đó. Then I'm on an aeroplane and fly home again. Rồi sau đó lên máy bay bay về nhà. And today I'm in my office again. Ngày hôm nay ở trong văn phòng lại trở lại. Just another day. Hallelujah. Lại thêm một ngày mới. And I don't even think about it, but it must be quite strange for some people to consider the lifestyle that we have to live to do our work for the Lord. Và có thể một số người sẽ nghĩ là sống hơi kỳ lạ, đi nơi này nơi kia như vậy, nhưng mà đó là cuộc đời mà chúng ta được phục vụ Chúa. But it's completely perfect, and we thank God for it every day. Nhưng mà thật là trọn vẹn và chúng ta cảm tạ Chúa mỗi ngày về điều đó. Hallelujah. So, I just wanted to share again just another thought that comes out of God is love. Muốn chia sẻ thêm một tư tưởng về Đức Chúa Trời là tình yêu. If you remember last time we were talking, we were considering what is truth. Và nhớ lại lần trước khi chúng ta suy nghĩ rằng lẽ thật là gì? And of course, we can express the truth of God in many different ways. Dĩ nhiên chúng ta có thể bày tỏ lẽ thật của Chúa bằng nhiều cách khác nhau. He has come to save us. Ngài đã đến để cứu chúng ta, To heal us, chữa lành chúng ta, to restore our life, để khôi phục lại cuộc đời chúng ta, to give us hope. để ban cho chúng ta sự hy vọng. All these things the world knows nothing about, and yet the hungry heart is looking for all these things. Tất cả mọi điều này thế gian không biết, nhưng mà thế gian đều trông mong nhận được điều đó. All these are the truth. Và tất cả mọi điều này và còn nhiều lẽ thật, còn nhiều điều khác nữa. But what we were establishing and what has come to my heart is that what carries all these things is the fact that God is love. Nhưng điều tôi muốn chia sẻ với quý anh chị em là trong tất cả mọi điều này dẫn chúng ta đến cái lẽ thật là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. And I'm comfortable with this. Và tôi rất thoải mái về điều này. God saves us because he loves us. Chúa đã cứu chúng ta là vì Ngài yêu chúng ta. He wants to heal us because he loves us. Ngài muốn chữa lành cho chúng ta vì cớ Ngài yêu chúng ta. He wants to restore us and give us hope because he loves us. Ngài muốn khôi phục lại chúng ta và làm chúng ta And được hoàn toàn lại vì cớ Ngài yêu chúng ta. I think it's important to connect those thoughts. Otherwise, it's just isolated things that can happen to us. But why are they happening? Và điều đó là kết nối mọi sự để chúng ta thấy rằng có nhiều việc đã xảy đến với chúng ta, nhưng tại sao như vậy? Đó là vì Ngài And yêu. they're happening because God loves us. Mọi điều đó xảy ra cho chúng ta vì cớ Ngài yêu chúng ta. And so when we bring these thoughts together, Vì vậy khi chúng ta đem mọi tư tưởng này nối kết lại với nhau, then our focus as individuals is not on the healing, the restoration, or the forgiveness. The accent or the focus is on the love of God. và vì vậy khi chúng ta nối kết thì chúng ta sẽ thấy việc Ngài cứu, việc Ngài chữa lành, việc Ngài khôi phục, chúng ta không chú ý vào những điều đó bằng chú ý vào chính tình yêu thương của Ngài. And this is important because the overarching of everything for our life must be the love of God. Và điều này rất quan trọng vì
Trên hết tất cả mọi điều ở trong cuộc đời chúng ta phải là lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. So last time we talked about these things, we were talking about now we must therefore take the love of God into the world. And if we're not taking the love of God, then we're not doing the work of God. Và lần trước chúng ta nói rằng như vậy chúng ta đã nhận lãnh tình lòng yêu thương của Chúa, chúng ta phải đem đến thế gian này lòng yêu thương của Chúa. Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta không có đang hầu việc Chúa. And I'm fine with that. Và tôi cũng rất cảm thấy điều đó rất phù hợp. Except something comes first before we can do that. Ngoại trừ có điều phải đến trước khi chúng ta chia sẻ ra điều đó. And I want to just talk about that today. Và đó là điều tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. So in 1 John chapter 4 verses 7 and 8. Trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 7 và 8. We read again about the love of God. Chúng ta đọc thấy một lần nữa về tình yêu thương lòng của Đức Chúa Trời yêu chúng ta. You can read that. Just 7 and 8. Trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 7 và 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. So again, this entire chapter talks about the love of God. Và một lần nữa, cả đoạn 4 này nói về lòng And của it yêu speaks thương của Đức Chúa Trời. about us receiving the love of God and giving the love of God. Và nói về chính lòng Chúa Trời yêu chúng ta mới là nguồn cội cho lòng chúng ta yêu Chúa và yêu anh em. And how that if we have received the love of God, then we should give the love of God. Và thế nào nếu chúng ta quả đã nhận lãnh được tình yêu thương của But Đức Chúa again, Trời as I was, thì chúng ta phải ban ra tình yêu thương đó. this should be a natural consequence of us having the love of God. Và đó phải là một cái kết quả tự nhiên một khi chúng ta đã có tình yêu thương của Đức Chúa Trời. But again, recently, as I'm reading and contemplating these scriptures, Mà đang khi tôi suy gẫm đoạn Kinh Thánh này, I realize there's something must happen first before we can express the love of God. tôi nhận thấy rằng có một điều phải xảy đến trước trước khi chúng ta có thể biểu lộ ra tình yêu của Đức Chúa Trời. And this is completely perfect for us. Và điều này hoàn toàn là tuyệt hảo đối với chúng ta. Verse 8 tells us God is love. Câu 8 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. And again, as I'm contemplating this, I now we need to personalize this for our own life. Và bây giờ chúng ta phải cá nhân hóa về lòng yêu thương này của Chúa cho riêng đời sống của chúng ta. Before we worry about loving other Trước khi chúng ta nói đến việc yêu thương người khác, we need to have a full understanding that God loves us. ta cần phải có sự nhận biết rõ rằng Chúa, Đức Chúa Trời yêu chúng ta. If God is love, Nếu Đức Chúa Trời là tình yêu thương, then God loves you and God loves me. thì Ngài yêu anh chị em và Ngài yêu tôi. This is a revelation we need to catch. Và đây là một sự mặc khải mà chúng ta cần giữ gìn giữ lấy.
the fact that God loves us. Cái sự thật là Chúa yêu chúng ta. And the reason he loves us is because he wants to love us. Là lý do tại sao Ngài yêu chúng ta là vì Ngài muốn yêu chúng ta. He loves us because he wants to love us and he wants to be with us. Ngài yêu chúng ta vì Ngài muốn ở cùng chúng ta. You know, we talk about so much about the work that we should be doing, loving people and doing good things to be a blessing to people. Có thể chúng ta bàn nhiều về công việc chúng ta phải làm, nhiều điều tốt chúng ta phải làm cho những người khác, phải yêu thương họ. But I suddenly realized that unless we know that God loves us, it's impossible for us to love others. Một lần nữa tôi bỗng nhận ra rằng nếu chúng ta không được nhận được tình yêu của Chúa thì chúng ta không thể yêu người khác được. And each of us needs to know God loves me. Và mỗi một cá nhân chúng ta cần phải biết rõ là Chúa yêu mình. Amen. Amen. Each of us, we need to look in the mirror and we should say, God loves me. Mỗi một chúng ta, từng cá nhân đang khi chúng ta nhìn vào, soi mình vào trong gương và chúng ta nhận biết rằng Chúa yêu tôi. Not because we're clever. Không phải vì chúng ta thông minh. Not because we are working hard. Không phải vì chúng ta làm việc chăm chỉ. God loves me and God loves you just because he wants to. Hallelujah. Nhưng mà Chúa yêu anh chị em, Chúa yêu tôi chỉ vì Ngài muốn yêu chúng ta. God loves you, God accepts you, God is with you because he wants to be. À, Chúa yêu anh chị em, Ngài chấp nhận anh chị em, Ngài cùng làm việc anh chị em chỉ vì cớ Ngài yêu anh chị em. Amen. Amen không ạ. We don't have to earn it. We don't have to do anything to make him love us more. Chúng ta không phải nỗ lực để chứng tỏ mình là xứng đáng để cho Chúa phải yêu chúng ta. God loves us because he wants to love us and he wants to be with us. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta vì Ngài muốn ở cùng chúng ta, vì Ngài muốn yêu chúng ta. And this is a security that we must have in our life. Và đây chính là một sự an ninh mà chúng ta phải có ở trong cuộc đời chúng ta. We could say that the anchor of our life is the knowledge that God loves us. Và chúng ta có thể nói cái neo của linh hồn chúng ta neo chặt vào sau tấm màn đó là chính chúng ta nhận biết rõ tình yêu của Chúa đối với chúng ta. The reason that we can continue on day by day in our life is because we know God loves us. Và cái lý do tại sao chúng ta có thể tiếp tục được mỗi ngày, hết ngày này qua ngày khác là vì chúng ta biết rõ Chúa yêu chúng ta. We are not doing anything to try to earn his love. Và việc chúng ta hầu việc Ngài không phải cố gắng để cho Ngài yêu. We are not trying to make him love us. Ta không cố gắng làm cho Ngài yêu thương chúng ta. He just loves us. Hallelujah. Nhưng mà chính Ngài đã yêu chúng ta trước. And each of us needs to know and feel and understand that God is with us and loves us every moment of every day. Vì vậy mỗi chúng ta phải
nhận biết, kinh nghiệm rõ rằng Chúa Ngài yêu thương và Ngài ở cùng chúng ta hằng mỗi ngày. Amen. Amen. This is very, very important because this is our security to know God loves us. Điều này rất vô cùng quan trọng vì đó chính là sự an ninh, sự an ổn của chúng ta, sự biết chắc của chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta. And what do we have to do with that? Và rồi chúng ta phải làm gì với điều đó? What do we have to do about it? Ta phải làm gì về điều đó? We have to receive it. Hallelujah. À, chúng ta phải nhận lãnh tình yêu thương của Ngài. We have to let him love us. Ta để cho chính Ngài yêu thương chúng ta. Are you understanding? Vậy, các anh chị em có hiểu không? We have to open our heart and receive his love. Đó là chúng ta phải mở lòng ra và tiếp nhận lấy tình yêu thương của Ngài. Not to try to earn it. Chúng ta không cố gắng làm việc để cho Ngài yêu. Not to pray more, give more, serve more. These things are not relevant in this conversation. Và không phải vì chúng ta nỗ lực làm việc thêm, cầu nguyện thêm, nhưng mà đó là điều chúng ta nhận lãnh. The only thing we can do with God's love is receive it. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm được trước lòng yêu thương của Chúa, đó là chúng ta mở lòng ra nhận lãnh. Amen. Amen. Receive it and thank him for it. Chúng ta tiếp nhận và chúng ta cảm ơn Ngài về điều Ngài ban cho chúng. I thank you, Lord, that you love me. Con cảm ơn Chúa vì Ngài. I thank you, Lord, you accept me. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chấp nhận. I thank you, Lord, you are with me. Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở với con. And I receive your love. I open my heart to receive your love. Con mở lòng ra để tiếp nhận lấy tình yêu thương của Ngài. Amen. This is so important on an individual level for us as leaders that loves us. Điều này vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta ở trong cái vị trí là những người lãnh đạo. Ta nhận biết Ngài yêu thương chúng ta, các cá nhân, mỗi người. I make this statement that if we reject God's love, we are rejecting God. Và tôi nói rằng nếu chúng ta từ khước tình yêu của Ngài là chính chúng ta đã từ khước chính Chúa rồi. If we understand these things, we're understanding that Jesus came to show us the love of God. Nếu chúng ta hiểu được rằng chính Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Đức Chúa Trời. That we might receive the love of God into our heart. Để chúng ta có thể tiếp nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng chúng ta. And allow him to love us as a father would love his own son or daughter. Và để cho chính Ngài yêu thương chúng ta giống như một người cha yêu thương con cái mình. And so the first thing that I am recognizing for our life is that we must understand that God loves us. Nên điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở đây là chúng ta cần And phải hiểu rõ Chúa yêu chúng ta. And we must open our heart to receive that love. Don't reject him. Và chúng ta Don't think we have to do things to receive it. Just open our heart and receive his love and thank him for it. Và chúng ta hãy mở lòng ra
tiếp nhận tình yêu của Ngài và cảm tạ Chúa về Ngài yêu chúng ta. Amen. Amen. In the same verse, 1 John chapter 4, reading verse 19, we can see now how we respond after we have received his love. Và trong câu 19 của đoạn văn nhất đoạn 4 này thì cho chúng ta thấy rằng chúng ta yêu là vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đó là cái đáp ứng của chúng ta là Chúa yêu chúng ta trước, vì vậy chúng ta cũng yêu Ngài. Amen. So now we love him because he first loved us. Và bây giờ chúng ta yêu Ngài là vì Ngài đã yêu chúng ta trước hết. What God is saying is that when we receive his love into our heart, Chúa nói rằng một khi mà chúng ta tiếp nhận tình yêu của Ngài vào trong tấm lòng của chúng ta, when we understand his love for us, khi chúng ta hiểu được tình yêu Ngài dành cho chúng ta, his desire for us, ước muốn của Ngài dành cho chúng ta, his faithfulness to us, sự thành tín của Ngài đối cùng chúng ta, then our heart can respond back to him. Thì bây giờ tấm lòng của chúng ta có thể đáp ứng lại với Ngài. And we love him now because we understand how much he loves us. À, bây giờ chúng ta yêu Ngài là vì chúng ta hiểu được Ngài đã yêu chúng ta biết chừng nào. This is completely different from a group of people trying to please God. Và đây là hoàn toàn khác với một khi chúng ta cố gắng làm điều này điều kia để đẹp lòng Chúa. We could say there's nothing we can do to try to make God love us. Và chúng ta có thể nói rằng chúng ta không thể làm điều gì để khiến Chúa yêu chúng ta nhiều hơn. He already loves us. Vì Ngài đã yêu chúng ta rồi. What we can do is receive it. Những gì chúng ta có thể làm chính là nhận lãnh lấy tình yêu đó. And then begin to understand how we can love him back because he loves us. Và rồi chúng ta bắt đầu hiểu được thế nào chúng ta có thể yêu Ngài vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Amen. We Amen. love God and we grow in our relationship with God because he loves us. Ta yêu mến Chúa và có thể tăng trưởng lớn lên trong mối tương giao thông công giữa chúng ta với Chúa vì Ngài chúng yêu chúng ta. He loves us, he accepts us, we are with him and he is with us. Ngài yêu mến chúng ta, Ngài chấp nhận chúng ta và chúng ta ở trong Ngài, Ngài ở cùng because he loves us. Hallelujah. Tất cả là vì Ngài đã yêu chúng ta. And now I respond to that by learning to love him back again. Và tôi đáp ứng lại với lòng yêu mến của Ngài dành cho tôi bằng cách tôi bắt đầu yêu mến Chúa. And I show him my gratitude and love to him. Và tôi tỏ cho Ngài biết là về lòng biết ơn của tôi đối với Ngài. By being thankful. Bằng cách tôi đầy lòng cảm tạ Chúa. And by being willing to do the things that he needs us to do as his sons and daughters. Và bằng cách tôi sẵn sàng làm những gì Chúa muốn tôi làm với tư cách là con trai, con gái của Ngài. Everything we do comes out of the love that we have for each other. Tất cả mọi điều gì chúng ta làm xuất phát ra từ lòng yêu thương của chúng ta đối với Chúa và đối với người khác.
And in this way, love is always secure because love can never change. Right. Với cung cách như vậy, tình yêu thương luôn luôn ở trong sự an toàn vì tình yêu thương không hề thay đổi. And God's love for us, Và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, our love for Him, tình yêu chúng ta đối với Ngài. This is the fullness of everything to do with our relationship with Him. Đó là một sự chắc chắn trong mọi điều chúng ta làm cho Ngài xuất phát ra từ mối tương giao thông công của chúng ta với Ngài. Are you okay? Anh chị em có ổn không? We have to know God loves us. Đó là chúng ta bắt buộc phải biết rõ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. When we do good, God loves us. Khi chúng ta làm điều tốt lành, Chúa yêu chúng ta. When we make a mistake, God loves us. Khi chúng ta phạm một sai lầm, Chúa vẫn yêu chúng ta. When we're feeling good, God loves us. Khi chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, Chúa yêu chúng ta. When we're not feeling so good, God loves us. Khi chúng ta cảm thấy không khỏe lắm, Amen. Chúa vẫn yêu chúng ta. And I just want today for you all to just catch. It doesn't matter about the day-to-day activities. What matters is God loves me and He is with me. Hallelujah. Nên vấn đề mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, nó xảy ra những gì, cái điều gì không quan trọng, mà chúng ta hãy biết rằng Ngài yêu chúng ta và Ngài đang ở cùng. Whatever is happening, whatever we are doing, God's love secures our life. Bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ điều gì đến, thì chúng ta được an ninh vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Hallelujah. We wake up in God's love. We walk in God's love. We go to bed at night in God's love. Chúng ta thức dậy trong tình yêu của Chúa. Chúng ta bước đi làm việc trong tình yêu của Chúa. Và tối đến đi ngủ cũng trong tình yêu của Chúa. And we wake up tomorrow in God's love and we walk again. Hallelujah. Và ngày hôm sau cũng thức dậy trong tình yêu của Chúa và bước đi tiếp một ngày mới. So we receive His love and we love Him because He first loved us. Vậy chúng ta nhận lãnh, nhận lấy tình yêu của Ngài và bước đi và nhận biết là và chúng ta yêu mến là vì Ngài yêu chúng ta trước. And in verse 21, he gives us the final part of this command. Và trong câu 21, chúng ta thấy điều Chúa bảo với chúng ta. Mạng lệnh của Ngài là chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này. Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. And so because we are captured in the love of God in our own life, vì chúng ta đã được chính tình yêu của Chúa nắm bắt lấy chúng ta. We are secure in the love of God in our own life. Chúng ta hoàn toàn được an ninh ở trong tình yêu của Ngài trong chính cuộc đời chúng ta. We are safe, we are complete in the love of God. Chúng ta được an toàn, chúng ta được tròn trịa ở trong tình yêu của Chúa. Now we can freely love others. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta có thể tự do yêu mến những anh em khác. Because the love of God fills our heart and we are just simply taking that love now that is secures us. We take that for others to see and feel and be secure also. Vì tình yêu của Chúa đổ đầy lòng chúng ta, nên chúng ta có thể tuôn tràn ra cho những người khác và chúng ta hoàn toàn được an ninh.
Praise the Lord. And so it just became very clear to me that it's all very well for us to talk about loving others. Và nhiều lúc chúng ta luôn luôn nói về yêu thương người khác. It's all very well for us to try to express God's love. Và chúng ta luôn luôn cố gắng bày tỏ tình yêu của Chúa ra. But if we don't know the security of his love in our own life, then how can we express it to others? Nhưng nếu chúng ta chưa được an ninh, chưa nhận lấy chính tình yêu của Chúa cho chính mình, thì làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ tình yêu đó cho người khác được? Today I'm telling you, và ngày hôm nay tôi nói với quý anh chị em, God loves you. Chúa yêu hết thảy anh chị em. He loves being with you. Ngài rất yêu thích được ở cùng anh chị em. He enjoys your company. Ngài vui thích cái tình bạn hữu của anh chị em. This is the most important thing to him. Và đây là điều quan trọng nhất đối với Ngài. Receive it. Nên hãy nhận tiếp nhận lấy điều đó. Enjoy it. Vui hưởng điều đó. And give it back to him. Hallelujah. Và dâng trình lại tình yêu đó cho Ngài. Now we are secure. Bây giờ chúng ta được an ninh. Now we are safe. Bây giờ chúng ta được an toàn. Now we can love others. Hallelujah. Bây giờ chúng ta có thể yêu thương, yêu mến người khác. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. God loves you. Chúa yêu mến hết thảy anh chị em. And I love you too, but it's not the same. Và tôi cũng yêu mến anh chị em, nhưng mà không giống như Ngài yêu. But just feel his love and enjoy his love and just appreciate him. This is a beautiful life. Hãy cảm nhận lấy tình yêu đó, hãy biết ơn Ngài và nhận biết tình yêu rất kỳ diệu Chúa dành cho anh chị em. Amen. Amen. God bless you all. Xin Chúa ban phước cho hết thảy các anh chị em. Have a wonderful day. Hãy có một ngày mới rất tuyệt vời. In Jesus' name, amen. Danh Chúa Jesus. Amen. God bless you. God bless you for your message. We'll keep in touch. See you next week. Okay, thank you. We'll keep in touch. God bless you. Bless you. Enjoy your day. Good evening. Tất cả chúng ta cùng được ký kính mời một sư kèm dừng lại cầu nguyện. Cha ơi, một lần nữa chúng con dâng lời cảm tạ biết ơn Ngài nhiều lắm vì tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi một trong chúng con thật vô tận, vô bờ bến. Chúng con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã muốn yêu chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chấp nhận chúng con mặc dù chúng con không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Đại Cha, nguyện xin Ngài cũng làm cho tấm lòng của chúng con nhận lấy tình yêu của Ngài, hầu cho chúng con cũng có thể yêu người khác nữa. Đại Chúa, chúng con không biết phải yêu người khác như thế nào, nhưng chúng con tạ ơn Chúa vì chính Ngài là gương mẫu cho chúng con trong tình yêu dành cho những người khác, dành cho đồng lao, những bạn đồng lao của chúng con, dành cho người thân của chúng con, dành cho những người bạn bè của chúng con, dành cho thân hữu chúng con và dành cho tất cả những người chưa được cứu nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu chúng con bằng tình yêu đời đời, bằng tình yêu mà Ngài đã phó mạng sống của Ngài dành cho mỗi một chúng con. Đại Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài vì tình yêu của Ngài. Nguyện xin Ngài tiếp tục đưa dẫn chúng con bước vào tình yêu lớn lao của Ngài, hầu cho mỗi một chúng con có được tình yêu của Ngài, để rồi chúng con phô bày, để rồi chúng con lan tỏa tình yêu đó cho những người khác nữa, hầu cho tất cả mọi người được thấy được tình yêu ở trong Đức Chúa Trời và họ đến với chính Ngài và nhận lấy tình yêu đó. Chúng con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì một ngày Ngài yêu chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã khiến mỗi một chúng con luôn luôn ở trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài, ngợi khen Ngài.
Lạy Chúa, nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn, tiếp tục đưa dẫn chúng con, hầu cho mỗi một chúng con, mỗi một ngày, chúng con bước đi với Chúa bằng tình yêu của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng con dâng những thời giờ mà chúng con sẽ tìm kiếm mặt Ngài. Nguyện xin Ngài cũng hướng dẫn chúng con. Nguyện xin Ngài làm cho chúng con tất cả mọi công việc làm của chúng con là bởi tình yêu mà Ngài đã dành cho mỗi một chúng con. Nguyện xin Ngài soi sáng, nguyện xin Ngài ban ơn, nguyện xin Ngài sức dầu trên tất cả mọi công việc. Từ thì giờ đầu đến thì giờ cuối, chúng con sẽ tìm kiếm Ngài, chúng con sẽ bàn bạc những công việc của nhà Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài soi sáng dẫn dắt ban ơn cho chúng con. Con tạ ơn Ngài, ngợi khen Ngài nhiều lắm. Chúng con biết cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Ngài là vua đương cứu cho con, với Chúa con có mọi điều. Đời sống